Ở ngoài tuổi 60, Senka hạnh phúc với việc chăm sóc gia đình và được người thân ủng hộ, theo đuổi đam mê ca hát. Nhân dịp từ Mỹ về Việt Nam, Hương Lan thực hiện mini show tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở tuổi 61, dù sức khỏe không được như trước, nữ ca sĩ vẫn muốn cống hiến cho sân khấu. Chồng con luôn là điểm tựa vững chắc cho tôi, gia đình là nền tảng của cuộc đời tôi, chị tâm sự. Sau những phút trùng trọn vẹn bên tình yêu sân khấu, trở về gia đình, Hương Lan giống như bao phụ nữ khác. Chị tìm được niềm hạnh phúc khi thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ. Hiện tại, các con của ca sĩ đã trưởng thành. Chồng chị phần lớn dành thời gian chăm sóc lẫn nhau. Suốt hơn 30 năm chung sống, Hương Lan và chồng, ông Quốc Toàn, luôn giữ được tình cảm mặn nồng, họ đi đâu cũng không thể thiếu nợ kia. Hương Lan và chồng quen nhau năm 1986 khi cùng tham gia buổi tiệc mừng sinh nhật của Evit Phương. Hai năm sau họ kết hôn, cả hai đều từng là một lần đổ vỡ hạnh phúc. Ông Quốc Toàn có 3 người con riêng, còn Hương Lan có 2, nhờ sự vun đắp của đôi bên. Cả 5 người con đều thương yêu cha mẹ hết lòng. Ông Quốc Toàn từng tiết lộ hồi mới quen nhau, ông chỉ hâm mộ giọng hát và quy mến Hương Lan khi thấy sự hiếu thảo của cô với cha mẹ. Ông chưa bao giờ nghĩ sẽ gắn bó với người nghệ sĩ bởi thường nghe nhiều lời đồn không hay về giới này. Nhưng càng tiếp xúc, ông càng bị Hương Lan hấp dẫn. Tôi yêu sự hiếu hạnh của cô ấy, chúng tôi đã đến với nhau vì tình yêu, sự cảm thông và thành thật, ông nói. Trong khi đó Hương Lan lại yêu chồng ở sự đại lượng, đàn ông và dí dỏm. Họ tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới tại thành phố Hồ Chí Minh. Hương Lan luôn thầm cảm ơn tổ nghiệp phù hộ để cô còn đứng trên sân khấu và được công chúng yêu thương đến bây giờ. Tôi sẽ hát đến khi khán giả không còn muốn nghe nữa thôi, cô nói. Trong đêm nhạc, Hương Lan sẽ gửi tới người hâm mộ các ca khúc gắn liền với tên tuổi như Ngày Đá Đơm Bông, Chờ Người Không Bao Giờ Quên Anh, Tình Hoài Thương, Nếu Mình Thương Nhau. Ngoài Hương Lan, đêm nhạc còn có sự tham gia của ca sĩ Thành Phong và giọng ca trẻ hải ngoại Đan Phương. Nghệ sĩ kết hợp với Thành Phong trong bài Đừng Nói Xa Nhau Như Một Cơn Mê. Hai bài hát được khán giả yêu thích suốt hơn 30 năm qua. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.